Ok. Mọi người có thể đưa cái web hoặc fanpage mình lên luôn nhé. Cũng là một cái cơ hội mình giới thiệu sản phẩm, làm quen, giao lưu, làm quen nhau. Bán đồ thể thao, cụ thể là áo bóng đá. Áo bóng đá, bên anh cũng có bán áo bóng đá, nhưng mà áo bóng đá của anh là theo kiểu dễ thương á. Cái chu, bia, thuốc tăng cân. Thuốc giảm cân không? À, có nhiều bạn có một cái rất là hay, đó là bán thuốc tăng cân và thuốc giảm cân ở trên một fanpage. Như vậy là không tốt. À, em bán áo cưới Big Size các dịch vụ. Em chào chị Ngân. Big ai mà muốn áo cưới Big Size qua chị Ngân. Định vị rõ ràng luôn, chỉ phục vụ cho Big Size. Rất là nổi bật. Nên nổi các cái cô dâu ở các tỉnh khác thì cũng phải mò lên chị Ngân. Nó là một cái biện pháp để tối ưu chi phí quảng cáo, tức là nhắm vào một đối tượng khách hàng cụ thể. Khỏe hơn là đánh đại trà. Rồi. Áo cưới Big Size, thuốc giảm cân, đồ mẹ và bé, đồ mẹ và bé. Chào cả nhà, chào Đinh Ninh nha. Chào, chào anh Quý. Nay thằng cò nhà em nó mới tiêm phòng về, chắc là tí nó sẽ khóc nhè nhè. Tội nghiệp nó. Trước khi chương trình bắt đầu thì mọi người có câu hỏi gì không cho em về cái chương trình hay là cái tối ưu này? Đây là nội dung cái chương trình của mình đúng không? Thì bữa trước có người hỏi là học cái này có phải học cái gì nâng cao nữa không? Không, thì thực sự cái chương trình này nó thiên về chia sẻ thì nhiều hơn. Nói chung là em sẽ chia sẻ lại toàn bộ cái quá trình mà bắt đầu chạy quảng cáo. Chứ còn nếu mà thực sự nếu mà nói về tối ưu quảng cáo mà chỉ làm một phần trong cái đám này á, nó không hiệu quả. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mọi người có chạy quảng cáo tốt đi mà mọi người chốt đơn tệ thôi thì cũng coi như là quảng cáo không không cốc. Nên thường thường á, mấy cái ông quảng cáo mà không ngồi với mấy ông sale á rất là dở hơi. Mấy ông quảng cáo thì bảo là em chạy ra một đống comment, nó là comment của mày có chốt được hay không, chứ mày cứ nhìn trên đó mày cứ bảo tốt rồi mày bảo là mình bảo là em chạy không tốt thì nó không chịu. Rồi thì 5 module thôi, nhưng mà cái độ dài ngắn của nó thì lại tùy thuộc vào cái mọi người nữa. Rồi thì trước khi bắt đầu mình hỏi mọi người là hiện tại mọi người có đo lường cái quảng cáo thì mỗi đơn hiện tại mất bao nhiêu tiền ad không? Nếu mọi người chưa đo thì mọi người gõ số 0, và nếu đo rồi thì gõ cho mình con số. Không đo, không đo. Ok, thì cái vấn đề nó cũng là một cái vấn đề trong cái chuyện tối ưu chi phí quảng cáo luôn, tức là mình không đo thì mình không biết được, mà không biết được thì là không biết như thế nào tối ưu. Thì tí mình sẽ nói lần lượt hết những cái chuyện này, nhưng mà nếu mà mọi người không từng đo thì rất là khó để mà làm tối ưu. Nên là trong cái chương trình này này có những cái mình nói mọi người có thể chưa làm được ngay, nhưng mà mọi người sẽ biết sai ở đâu và sửa sửa như thế nào luôn. Còn nếu bây giờ không đo giờ làm sao biết được, nếu bây giờ mọi người tính về comment nó không có đúng. Comment ví dụ comment trẻ trâu nó phải rẻ hơn comment người lớn nhé, mà comment áo cưới khác comment giảm cân, comment giảm cân lại khác comment thời trang, rồi lại khác mẹ và bé. Xong mẹ và bé mà fanpage mới fanpage cũ cũng khác nhau,
có thương hiệu hay không lại cùng khác nhau. Nên là trong cái quá trình mình đi đào tạo thì có người hỏi là bao nhiêu comment, một comment là hợp lý, thì nó không có cái nào là hợp lý được cả, nó phải tùy sản phẩm chứ. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình bán miếng đất chẳng hạn, nó vài trăm triệu thì một comment 1 triệu mà chốt được một đơn thì rẻ, kể cả 10 triệu mà chốt được đơn đó cũng là rẻ mà. Rồi ok, thì ở đây mọi người có ai ai đã từng gặp mình rồi thì hoặc là biết mình rồi thì gõ số 1, còn nếu mà ai chưa từng biết thì gọi số 0. Rồi, Đinh Linh gặp. Đa số là không biết đúng không? Không biết mà vẫn liều chuyển tiền à? Đợi. Rồi, ok. Thì trước khi bắt đầu chương trình thì mình giới thiệu mình một chút để cho mọi người dễ hình dung hơn về mình. Thì hiện tại thì mình chạy quảng cáo tầm khoảng được 5 năm rồi. Và cái tài khoản mà chết thì còn nhiều hơn tài khoản sống. Và nếu mà học viên thì trên Unica thì mình có cỡ khoảng hơn 10.000. Apply thì có cỡ khoảng 1.000. Còn nếu mà chạy dịch vụ thì ở đây có thể là mọi người chạy nhiều tiền hơn mình, nhưng mà nếu mà về ngành hàng thì chắc là mình chạy khá là nhiều ngành. Mình chạy từ khi mà 100 ngàn đến 200 ngàn một ngày mình vẫn chạy, đến khi mà 40-50 triệu một ngày mình vẫn chạy. Và nói thẳng ra là thật sự khi mà mọi người chạy được ngân sách nhỏ thì mọi người học được nhiều điều hơn. Chứ còn ngân sách lớn, ví dụ chẳng hạn một ngày mình chạy 30 triệu đi, 10 triệu dành cho sai lầm, 20 triệu kia vẫn cứu được. Chứ còn bây giờ mọi người chạy 300 ngàn mà tạch mất 100 ngàn, 200 ngàn khó mà cứu vớt, nói chung là rất là khó. Nên là càng ngân sách lớn thì càng dễ hơn là chạy ngân sách nhỏ. Thì ở đây thì cái chương trình này á, thì mình sẽ chia làm 5 cái module. Đây, mình sẽ nói qua một chút cái module cho mọi người dễ hình dung. Thứ nhất là module tổng quan này. Thì mình muốn biết để cho mọi người rõ ràng là như thế nào là tối ưu quảng cáo, các cái bước để tối ưu, các biện pháp và hiểu rõ cái kênh. Bởi vì mọi người làm mà không hiểu rõ kênh, thường thường mọi người chết là do không hiểu rõ kênh. Ví dụ chẳng hạn thì tí nữa mình sẽ đưa những cái ví dụ cụ thể, một số ví dụ của mình hoặc là của học viên của mình để mọi người rõ. Rồi, cái module tiếp theo thì mọi người sẽ về tối ưu quảng cáo, thì nó mình sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Đây. Tức là tối ưu trước quảng cáo. Đó. Tối ưu khi chạy quảng cáo. Và tối ưu sau quảng cáo. Sau quảng cáo thì nó sẽ có phần bán hàng. Bán hàng thì nó sẽ dựa trên kinh nghiệm của mình là chính, chứ còn mình không có chuyên về bán hàng. Và sẽ có một cái phần module nữa là các cái công cụ để mình hỗ trợ. Cái công cụ này thì tất nhiên là mình sẽ không chỉ từng bước được, nhưng mà mình sẽ nói cái công cụ nào phù hợp cho mọi người, cái công cụ nào nên dùng và ở mức độ nào thì dùng, cái rủi ro về sử dụng công cụ. Còn công cụ thì sẽ có công cụ miễn phí và công cụ trả phí. Thì với công cụ trả phí thì cái ông mà bán công cụ, ông ấy sẽ tự hướng dẫn mọi người, mình chỉ cho mọi người thôi. Đó. Thì đây là trình tự những cái mà chúng ta sẽ học qua 5 buổi. Và chúng ta cũng không phải học cái gì nữa hết. Nói chung là đầy đủ, đầy đủ. Cái này thì thậm chí có những cái, không phải là có mà rất là nhiều cái mà mình đưa ra từ cái chương trình học Apply Facebook cầm tay chỉ việc hiện tại. Nhưng mà nó khác là gì? Ở cái chương trình Apply thì mình, tức là học viên của mình sản phẩm nào thì mình sẽ dạy theo sản phẩm đó luôn, và mình kèm. Còn online thực sự kiến thức vẫn đầy đủ, chẳng qua mình không thể hỗ trợ mọi người từng theo sản phẩm được thôi. Chứ còn không phải là mình dạy thiếu kiến thức gì để cho mọi người đi học nâng cao hay gì. Không không có chuyện đó, chắc chắn là mọi người sẽ thấy chuyện đó. Rồi, thì trước khi bắt đầu chương trình thì mọi người có câu hỏi gì không? Thì mọi người chat câu hỏi, nếu mà không thì chúng ta gọi là sẵn sàng. Thì mình xin phép bắt đầu chương trình, còn ai vô sau thì kệ thôi.
Dạ cảm ơn anh. Và cái này mình cũng nhắc nhở mọi người là mình lưu lại bằng cái mình nên vẽ bằng map á, bởi vì là các cái vấn đề trong cái chương trình này này nó sẽ dây mơ rể mã lại với nhau. Nên là nếu như mà mọi người ghi theo kiểu truyền thống á, tức là ghi từ trên ghi xuống á, thì mình không thể nhét được. Và tất cả những cái điều mà mình nói ở đây á thì nó cũng sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Nên là cái nào mà phù hợp thì mọi người nốt lại, ghi lại thôi. Ví dụ như chẳng hạn có những sản phẩm nó phải đi lòng vòng, làm phèo, nó phải giáo dục khách hàng chẳng hạn. Nhưng mà như sản phẩm thời trang thì giáo dục khách hàng gì? Hoặc thích thì nó mặc thôi. Nhưng mà ví dụ ông giảm cân á, là lại liên quan một chút giáo dục khách hàng. Bởi vì ví dụ chẳng hạn như mình chẳng hạn, thật sự mình là thừa cân, nhưng mà mình chưa có ý định giảm cân. Tức là mình một là mình lười hoặc là mình chưa sợ hãi lắm về cái chuyện giảm cân á. Thì tất nhiên là mình mập là thật á, mọi người có thể target vào mình mập á, nhưng mà mình vẫn không uống thuốc giảm cân. Đó. Thì những cái sản phẩm đó là phải giáo dục, hoặc là những sản phẩm ra mắt và trên thị trường nó không ai biết chẳng hạn thì cũng phải giáo dục. Nó khác thì cái đó mình sẽ nói hết trong cái chương trình. Rồi, ok thì mình sẽ bắt đầu cái chương trình hôm nay. Thì cái hôm nay á thì đầu tiên á chúng ta sẽ phải nói về cái thực trạng hiện tại của Facebook. Thì chúng ta mới nói chuyện là cái phần tối ưu được. Thì thực trạng hiện tại nó như thế nào? Cái thứ nhất á, đầu tiên á mọi người thấy là số tiền trả cho 1.000 lượt hiển thị ngày càng cao. Hay là trong quảng cáo thì gọi là CPM á. Đúng không? Cái này mọi người đồng ý với mình không? Là càng ngày chúng ta càng phải trả nhiều hơn. Ngày xưa á, mà chúng ta chạy á thì sao? 50.000 cũng chạy được. Có khách 100.000, bây giờ ngày chạy 100.000 cũng có khách ầm ầm. Nhưng bây giờ chạy lên 300.000, 500.000. Nhưng mà thấy kiểu như cái lượng người nó giảm đi hẳn rõ rệt. Thì cái này mình không thay đổi được. Bởi vì cái giá cái này mình gọi là cái giá thầu, cái giá tiền trả cho Facebook đi. Thì mọi người sẽ thấy là ngày nó càng tăng, bởi vì nó liên quan sao? Càng ngày càng nhiều người chạy quảng cáo. Mà mình không thay đổi được. Nó bị như vậy. Cái này mình không thay đổi được nhá, bởi vì tại sao mình phải nói cái hiện trạng này để mình biết là à vậy thì mình thay đổi được cái gì, mình tối ưu được cái gì trong quá trình làm quảng cáo. Nó không đơn thuần chỉ là kỹ thuật chạy. Thật sự kỹ thuật chạy nó dễ ò mà. Giờ kỹ thuật chạy lên YouTube học là được. Không cần phải đi học. Đó. Rồi. Được không? Mọi người đồng ý của mình là CPM ngày càng tăng không? Mọi người có biết CPM của mọi người đang là bao nhiêu không? Tức là chi phí trả cho một người 1.000 lượt hiển thị á. Và ở Facebook á thì nó có cái chu kỳ quảng cáo. Cái này thì thật sự đôi khi mình nhớ mình sẽ bổ sung vào. Mọi người để ý quảng cáo Facebook á. À, có những lúc á mọi người sẽ thấy là à quảng cáo Facebook cực kỳ là tốt. Cùng một cái bài viết đó, cùng cách chạy đó, nhưng mà rất là nhiều khách hàng. Nhưng mà được một thời gian thì cùng chính bài đó, cùng cách làm đó, nhưng mà lại bị tụt. Sau một thời gian nó lại lên. Thì cái đó mình gọi là chu kỳ quảng cáo là sao? Ví dụ bây giờ mọi người hiểu như thế này. Cái khi mà chúng ta làm quảng cáo tốt á thì sao? Facebook nó sẽ hiển thị quảng cáo rất là nhiều cho người dùng. Bởi vì cái chỗ này là 1.000 lượt hiển thị nó khác là 1.000 người nha. Và Facebook họ tính tiền theo lượt hiển thị. Đúng không? Nên là ví dụ chẳng hạn 100 người mà nó hiển thị 1.000 lượt vẫn được. Còn những cái đợt mà ok á thì cái người và lượt hiển thị là ngang ngang bằng nhau. Nên là chúng ta tiếp cận được nhiều hơn. Còn cái đợt nào á mà khi mà Facebook á nó thấy là à cái người dùng bắt đầu thấy chán á, tức là họ không thấy bạn bè của họ nữa, thì họ bắt đầu có dấu hiệu bỏ Facebook á, đúng không? Thì ngay lập tức á Facebook lại ép nhà quảng cáo, tức là cùng số tiền đó, cùng số người đó, nhưng mà nó đẩy nhiều cái lượt hiển thị lên, dẫn đến mình không thấy có khách hàng. Và cái này thì không thay đổi được, nó cứ vậy, cứ chu kỳ lên xuống lên xuống lên xuống như vậy. Và mình cũng nói trước luôn là mọi người đừng có mong chờ Facebook là một kênh ổn định. Nó chẳng bao giờ ổn định cả. Và càng ngày nó càng đắt thôi. Nó không ổn định.
Nên là cái này mình phải đo lường, và cái đo lường ví dụ đo lường chuyển đổi mình đo hàng ngày, để khi nào mà nó ngon là phải vả tiền ngay. Thời gian đó đang đang ở trên đỉnh ngon là mình vả tiền, còn khi mà nó xuống thì mình phải xuống theo thôi, chứ không có mình không ấy được, Facebook nó không ổn định. Được không? Mọi người ok chỗ này thì chúng ta gọi là chu kỳ quảng cáo nhá, để mình tương tác với nhau để mình biết mọi người còn đang online nhá, và chúng ta nhớ được nhiều hơn. Rồi chúng ta gọi chu kỳ quảng cáo. Thì chắc chắn cái chu kỳ đó không tránh được, khi nào nó cũng vậy, nó cứ như hình sin á, lên đỉnh rồi xuống đáy, lên đỉnh xuống đáy, lên đỉnh xuống đáy, không tránh được. Rồi tiếp theo nữa, tại sao mà Facebook chúng ta làm càng ngày càng khó khăn? Khách hàng bắt đầu họ sợ mua hàng online, thì cái này chúng ta cũng không can thiệp được. Và bây giờ khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Lựa chọn ở đây thứ nhất là lựa chọn về nơi nơi mua này, lựa chọn mình gọi là nhà cung cấp đi, người bán đi, đúng không? Và ở đây lựa chọn tiếp hai là thêm lựa chọn về kênh. Thì mọi người biết bây giờ cái thằng thương mại điện tử á, nó ra á, Shopee, Sando, Sendo rồi, đặc biệt là Shopee đúng không? Đó, mọi người thấy nó vả tiền, nó làm truyền thông, làm quảng cáo, rồi nó làm remarketing 7 ngày. Nói chung là thật sự bây giờ mọi người lên sàn xem, đi lên Shopee thì còn toàn xưởng với kho chơi với nhau thôi. Giá nó ép như vậy thì làm sao mà chơi được? Thì cái này chúng ta cũng không xử lý được. Thì cái này nó sẽ liên quan đến cái phần là khách hàng ở đâu chúng ta ở đó. Nếu như sản phẩm mọi người là trend chẳng hạn, đó, thì nó lên Facebook nó thấy và nó sẽ lên sàn nó tìm tiếp, hoặc nó lên Google nó tìm tiếp. Nếu mọi người không có ở đó thì nó lại không mua được thôi. Nó không như ngày xưa. Ngày xưa là cái thời mà nó còn non dại, là thấy Facebook là mua ngay á, comment mua ngay á, sợ kiểu như là cái tiêu đề mà không mua ngay, giá chỉ ưu đãi trong hôm nay á. Cái này ngày xưa mình bán cái sản phẩm đồ chơi á, mình ghi là chỉ còn 100 cái mà nó lên tận 300 comment, thì nó vẫn cứ comment vì nó thúc giục hành động. Đấy, cái này thì chúng ta cũng không can thiệp được. Và cái này nữa chúng ta cũng không can thiệp được luôn, đó là khách hàng yêu cầu cao hơn về thẩm mỹ. Cao hơn là như thế nào? Bây giờ cái hình ảnh ngày xưa á, tải ra đất là chụp được là bán được rồi, còn bây giờ á không, bây giờ mà chúng ta chụp cái bộ ảnh mà nó xấu 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 rồi là người ta lướt qua ngay. Bởi vì là sao? Bây giờ quảng cáo ngày xưa á, là 15, à để mình tắt cái mic của mọi người cho. Ngày xưa á, là 15 cái bài viết thì mới thấy một bài quảng cáo, tức là khách hàng á 15 bài viết của bạn bè á thì họ mới thấy được một bài quảng cáo, nên là họ hứng thú lắm. Bây giờ mọi người đếm thử bao nhiêu nhá, mình đếm cho mọi người nhá. Đợt trước mình đếm là 5, hôm giờ mình đếm lại thử coi bao nhiêu. Đây, bây giờ mình lướt này. Đây, mình coi thử là bao nhiêu bài nhá. Bây giờ là đầu tiên là bài viết đầu tiên này, không phải quảng cáo này. Một này, hai này, là mình thấy quảng cáo tiếp rồi. Tiếp theo là một này, hai, ba, là thấy quảng cáo. Nên là bây giờ khách hàng nó dễ lướt qua là như vậy, bởi vì khách hàng bây giờ họ ngán quảng cáo á, họ sợ quảng cáo á, nên là họ rất là khó để làm chú ý đến họ, nên cái phần content nó phải yêu cầu cao hơn, khách hàng yêu cầu về thẩm mỹ hơn, đúng không? Cái này mọi người có công nhận không? Rồi chúng ta gọi là khách hàng yêu cầu cao hơn, nó không như ngày xưa, nên là cái chuyện tối ưu là chúng ta cũng sẽ làm khác, không còn là liên quan đến kỹ thuật như trước đây nữa. Ok, cảm ơn mọi người. Khách hàng yêu cầu cao hơn.
Rồi. Cái này có quá nhiều người chạy quảng cáo thì chắc khỏi phải nói nữa rồi. Và cái hành trình khách hàng thay đổi là như thế nào? Ngày xưa nó lên Facebook là lướt nó mua ngay. Nhưng bây giờ nó khôn rồi, bởi vì là bây giờ có rất là nhiều thằng lừa. Nên là nó sẽ ra website, nó tìm kiếm. Đúng không? Nhưng nó không chưa mua ngay đâu. Bắt đầu hỏi bạn bè của nó. À, chỗ này, chỗ kia có được hay không? Thì nó là bị như vậy. Nên là bữa trước mình có đọc cái cuốn Marketing 4.0. Mình không nhớ tên ông tác giả nữa, của nước ngoài. Ông ấy nói bây giờ cái thời đại bây giờ á là khách hàng họ tin vào yếu tố ép. Tức là sao? Họ tin vào bạn bè, fan, họ tin vào family, gia đình, họ tin vào fan, những cái người cùng mua của họ, và họ tin, à đúng rồi, ông Philip, em không biết đọc từ, em đọc tiếng Anh cùi cực kỳ anh. Nhưng mà khách hàng bây giờ á, thì họ không còn tin vào quảng cáo nhiều nữa. Kể cả là bây giờ mọi người thấy cái vấn đề KOL đi, tức là những cái người nổi tiếng đi. Bây giờ loạn này, khách hàng họ không có tin nữa, họ cũng sợ, chứ không phải là ngày xưa mà có người nổi tiếng thôi là ôi mấy ông bán kem trị mụn là Hồ Quang Hiếu rồi mấy sản phẩm Liên Mẹ và bé thì Ốc Thanh Vân, bây giờ nó cũng nát tươm rồi. Thì đó là thực tại. Thì bây giờ mọi người sẽ cần tối ưu ở đâu, đúng không? Cái vấn đề là chúng ta bàn là mọi người phải tối ưu ở đâu. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái quy trình chạy quảng cáo mọi người đọc rõ được không? Thực chất thì quy trình bán hàng Facebook thì mình đặt tên như vậy cũng không hợp lý đâu, mình không biết gọi cái này như thế nào. Cái này thì đặt tên như thế nào cho hợp lý mọi người nhỉ? Theo mọi người thì cái này giờ đặt tên làm sao cho hợp lý? Quy trình bán hàng thì tên Facebook cũng cũng không 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 có đúng lắm, mình đặt nhưng mình thấy cũng không có đúng. Thì cái tối ưu của chúng ta thì là tất nhiên là phải làm tất cả các giai đoạn này luôn. Không thể chỉ mà nói về bây giờ anh ơi chỉ em cách đấu thầu, anh ơi chỉ em lên trình quảng cáo doanh nghiệp, anh ơi bán cho em tool siêu target được. Bởi vì nếu mà nó chỉ gảy một trong hai bốn năm cái đoạn này á thì cũng chết. Bởi vì có những cái đợt mà Facebook nó tệ á, mà thường thường bên em sẽ sống nhờ khách hàng cũ. Facebook nó tệ nhưng mà tỷ lệ mua hàng quay lại vẫn cao. Chứ còn nếu mà chỉ đẩy ad không, mình ad không thì đúng những cái đợt mà gọi là phase ad nó đến kỳ thì cũng chết. À, một cái thực trạng nữa mà em nói mọi người luôn là dạo này có cái đò là cưỡi voi. Mọi người biết cưỡi voi không? Cưỡi voi. Cưỡi á. Rồi. Cưỡi voi chạy 100 triệu trả 30 triệu, trả 3 đến 40 triệu gì đấy. Thì cái này cũng chết dở nữa. Mỗi lần mà cái đàn voi này nó chạy ra thì đúng là cái ad hôm đó chỉ là nhục luôn. Chỉ muốn tắt ad rồi đi chơi thôi. Thì như thế nào là chuyện cưỡi voi? À, làm sao có được voi? Mọi người nghe về cái voi này chưa? Mọi người có bao giờ nghe về cưỡi voi không? Đúng rồi. Voi thì chính nó là chạy bùng. Thì tức là bây giờ mà ngày xưa voi á, tức là họ chạy đến một cái ngưỡng rồi bỏ tài khoản thì nó có một tiền nợ Facebook, nhưng bây giờ ngưỡng Facebook rất là thấp. Thì mọi người cứ hiểu cái này. Cái này á, tức là nó có một cái thẻ tín dụng bị ăn cắp của nước ngoài. Nên là chúng ta chỉ chạy 100 triệu trả 40 triệu thôi, và cái ông kia sẽ ăn cái phần 60 triệu kia. Tức là cái này là nó ăn trộm thẻ từ nước ngoài về, nó cắm vào nó chạy. Thì cái này gọi là cưỡi voi. Thì về cái vấn đề cưỡi voi này thì có đợt rất là nhiều voi, có đợt ít voi. Thì anh em nào chơi voi thì lên các cái cộng đồng thì nó sẽ có các người bán voi. Đó thì chạy 100 trả 30 40. Thường thường voi thì nó sẽ chạy quảng cáo livestream là nhiều. Còn nói chung thì voi thì ít nhất phải chạy từ 50 100 triệu thì bọn nó mới nhận.
Và cái này nó làm nát thị trường, tức là nó đẩy cái giá quảng cáo lên rất là cao. Vừa rồi mọi người để ý là Facebook nó hạ một loạt ngưỡng tài khoản quảng cáo ở Việt Nam. Ngày xưa mà mới vào là ngưỡng là mình nhớ không lầm đâu 500 ngàn à, mình nhớ lâu rồi không, nhưng bây giờ ngưỡng có 6 70 ngàn à. Thì cái ông cười voi này nó cũng làm nát thị trường, nên là cái này chúng ta cũng không cản nổi. Facebook nó update rất là nhiều nhưng mà các ông vẫn đi cười voi được. Nói chung là Việt Nam mình rất là bá đạo. Rồi, quay về cái thằng này. Theo mọi người thì cái này đặt tên như thế nào hợp lý? Mọi người đặt hộ dùm một cái tiêu đề cho cái này nè. Quy trình bán hàng Facebook thì không có đúng. Quy trình chạy quảng cáo Facebook à? Theo mọi người đặt tên như thế nào cho hợp lý? Thì cái này thì cũng là cái khung mà để cái chương trình mình dạy ở trên lớp. Tức là đầu tiên thì chúng ta phải làm lại phần sản phẩm khách hàng thị trường đã. Và chúng ta sẽ có một cái module cho cái chuyện này. Bởi vì nếu mà mọi người chạy tràn lan thì tiền đâu cho hết. Ví dụ khách hàng của em là người tiêu dùng, khách hàng của em là 18 đến 65 thì tiền không hết được. Rồi mỗi cái khách hàng đó lại khác nhau nữa. Rồi sản phẩm thì là gọi là sản phẩm gì các ông bà bán Facebook hết á. Có những sản phẩm nó bán Facebook được nhưng mà không thể bán ngay được. Chúng ta không thể mang lên Facebook mà chạy được. Nên là cái cách học của chúng ta về tối ưu á thì cũng sẽ đi theo cái này. Thì chúng ta sẽ đầu tiên là trước quảng cáo này thì nó sẽ gồm là sản phẩm này, khách hàng, thị trường, xây dựng fanpage này. Sau đó là đến chạy quảng cáo này. Target, nhân bản, remarketing, test AB, thuật toán, rồi chiến dịch nhóm quảng cáo, tùm lum tà la kỹ thuật. Sau đó là sau quảng cáo. Sau quảng cáo thì sẽ liên quan đến phần bán hàng và chăm sóc khách hàng. Và cái chương trình của chúng ta được xây dựng theo cái khung này. Thì cái vấn đề á là mọi người phải biết á là mọi người bị lùng ở đoạn nào trong cái này. Mình ví dụ mọi người nhé, cái này là một bạn học viên vừa rồi luôn, K89 đúng không? Để một ví dụ cho mọi người hiểu là bị lùng chỗ nào. Em mình tìm lại. Phòng đẹp 098 775 1213. Phòng đẹp 098 098 775 1213. Đây là cái fanpage của một cái bạn học viên. Thì mình sẽ nói cái lỗi của bạn này để mọi người biết. À, thì mọi người thấy ở đây là một cái fanpage của một đơn vị cho thuê phòng. Thì và cái phòng này là phòng gọi là có nội thất á. Và nó tầm giá ít nhất là tầm từ 5 triệu đến 7 triệu á, ở Hồ Chí Minh á. Theo mọi người thì thấy cảm giác cái fanpage này nó như thế nào? Nếu mà mọi người là một cái phụ huynh, mọi người đi thuê phòng trọ cho con đi, thì mọi người có tin tưởng được nó không? Ở đứng góc độ là mình là một phụ huynh, mình đi thuê phòng cho con. Tối rồi, tối quá. Nói chung là mình sẽ đưa những cái thực tế vào để cho mọi người thấy.
Rồi những người còn lại sao? Thì cái phần này là phần trước khi chạy quảng cáo á. Tên bay đến tối rồi. Chị thấy đẹp. Đinh Linh là chị Mộc, Mộc Lan, chị Lan. Chị Mộc Lâm, em nhầm. Hơi thiếu thông tin. À, mình thấy dơ. Rồi. Tên Facebook ông nào cũng đặt. Ok. Thì cái vấn đề mọi người sẽ nói như thế này, mình nói như thế này cho mọi người hiểu này. Cái phòng này á, đây, đúng không? Đây, nó là một cái chuỗi ba cái tòa nhà lớn á, nhưng mà nó không thể hiện được nó là chuỗi, tức là nó chuỗi gồm nhiều phòng á, chứ không phải nó một phòng đâu. Nhưng cái cách quảng cáo của nó thì nó cứ như thế này, full nội thất quận 7, rồi là full như thế này. Và đây nó có một cái bệnh nữa là cái ảnh này thì nó không phải là xấu mà nó đẹp, nhưng mà nó không biết là phải của nó hay không. Và nguyên cả cái trang này này, mình cảm giác nó là một cái đơn vị môi giới, tức thậm chí là một người cá nhân thì đúng hơn, nó không gọi là một đơn vị. Thì nên là cái chuyện người ta sẽ không tin tưởng được. Chứ còn tất cả hình ảnh ở đây là hình ảnh thật của nó, và rất là nhiều hình ảnh ở đây mà người ta lấy đi chỗ khác. Đó. Nó là có ba cái tòa như thế này này. Hình ảnh này cũng hình ảnh thật của nó luôn. Và nó bị một cái nữa là nó cứ tưởng là hình trên mạng. Mình không biết là mọi người lâu mọi người đi thuê nhà không. Bây giờ cái vấn nạn đi thuê nhà mà kiểu như là ảnh một đường mà hình một nẻo á, thì chắc phải cỡ 50%. Thì như thế này thì cái bạn này nó không phải là cái chuyện chạy quảng cáo nữa. Thì mình có nói với bạn ấy là Đạt, thì đây là chuỗi phòng trọ Vạn Đạt, thì cái này là phải định vị lại và làm lại cái fanpage. Tức là ở đây phải thể hiện bạn ấy là một cái chuỗi, và đặt lại cái fanpage là một cái chuỗi để người ta nhận diện, và phải nhấn vào đầu người ta. Ví dụ như là nhấn gì mình không biết, nhưng mà ví dụ mình nhấn là sự an tâm chẳng hạn, hay là ví dụ như phòng full nội thất, mình bảo kể cả em làm tập trung cho cái ngành cũng được, thì nhấn vào gọi là cuộc sống gì đó, trải nghiệm gọi là về nhà là ở thôi chẳng hạn. Chứ còn nếu mà để như thế này thì cứ chạy thì không tốt. Ví dụ chẳng hạn bây giờ nếu mà mình định vị ở đây là một chuỗi phòng đó, và mình liên kết với các đơn vị khác đó, thì người ta ví dụ không có được cái căn phòng này thì người ta sẽ gọi lên để nhờ tư vấn căn phòng khác. Bây giờ ví dụ một cái đầu số 1900 bao nhiêu, nó có bao nhiêu tiền đâu, thì nó sẽ khác liền. Mọi người hiểu cái vấn đề mình nói ở đây không? Tức là ở đây nó không liên quan đến cái chuyện chạy quảng cáo cả. Nhưng mà nếu mọi người không chuẩn bị tốt, hoặc là mọi người sai, gọi là mình gọi là sai từ vòng gửi xe đi, thì lập tức là mọi người chạy, gọi nói chung là cứ xịt thôi. Và khi mà xịt á, bắt đầu mọi người lại đi thuê những cái đơn vị chạy quảng cáo. Sau mấy cái ông chạy quảng cáo đó lại cứ chạy tiếp, cứ cứ nói chung là cứ một vòng một vòng một vòng xà quần như vậy. Rốt cuộc là đổ cho Facebook. Được không? Ok. Rồi. Mọi người hiểu những gì mình nói không? Theo mình từ cái ví dụ này mà mọi người rút ra được cái chuyện gì? Tức là từ bản thân mọi người á, vì lớp chúng ta không đông nên là mình muốn chúng ta trao đổi một chút để chúng mọi người hiểu nhau hơn. Đúng rồi. Thì như cái bạn này thì cái fanpage nó chỉ một phần thôi, nhưng mà cái định hướng của bạn ấy khi mà các bạn bạn ấy làm chạy quảng cáo á, là cũng đã sai rồi. Bây giờ mà đi chạy từng phòng từng phòng từng phòng cái này thì bao nhiêu? Cho lại tiền quảng cáo. Mà nhìn cái hình không ra của bạn ấy luôn. Đây. Ví dụ đây là phòng của bên đó, phòng thật. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn đây mà có một cái đứa nhân viên mặc trong cái chuỗi thương hiệu ấy chẳng hạn, thì nó lại câu chuyện lại khác. Ví dụ như trong cái tủ lạnh thì dán cái của bạn ấy chẳng hạn,
thì nó câu chuyện lại khác, người ta tin tưởng hơn. Còn đây mà cứ đi chạy từng cái thế này thì cũng đuối. Tất nhiên chạy vẫn được thôi, nhưng mà chúng ta tốn rất là nhiều tiền, chứ không phải là bán được hàng nhé. Lên đến mức này mà chúng ta không quan tâm đến thương hiệu nữa là hơi mệt. Đó. Nhân viên mặc áo đen thui. Không biết nhân viên này con em nào nữa của nó nữa. Phải làm cho fanpage chuyên nghiệp. Rồi ok, chuyên nghiệp nhưng mà phải đúng định hướng nhé. Ví dụ chẳng hạn bây giờ nếu mà đúng định hướng xong rồi á, thì cái này mình hoàn toàn có thể chạy phụ huynh tỉnh quanh Hồ Chí Minh để họ đặt phòng cho con của họ luôn trước kỳ khai giảng. Đó. Nên nhìn vào phòng này phụ huynh chắc cũng không có hứng thú. Rồi. Đó, đó là cái vấn đề mà khi mà mọi người chạy quảng cáo á, tức là tối ưu quảng cáo không chỉ là tối ưu kỹ thuật. Thì cái này bắt buộc bạn ấy phải làm lại, mình có nói giờ bạn phải làm lại, chứ còn nếu mà bạn để tiếp tục thế này thì chạy nó chán lắm. Cùi, nói chung mình hay kêu là cùi lắm. Hình ảnh nó không có một tí đóng dấu, không có một tí gì liên quan đến thương hiệu. Y như một ông môi giới chán đời. Rồi thì với cái chạy quảng cáo á, thì mọi người sẽ làm lần lượt ba cái bước này. Thì đây xác định giá trị, thể hiện giá trị và truyền tải giá trị. Thì thường thường mọi người chạy quảng cáo, mọi người tạch á, hầu hết là do mọi người sai, tức là do mọi người tập trung quá mức vào cái phần truyền tải giá trị. Truyền tải đại ý là mình là đó là cái phần mình chạy quảng cáo á, tức là mọi người lăn tăn làm thế nào để mà chạy quảng cáo á, lăn tăn về kỹ thuật á. Thì mình nói luôn là mình có ví dụ là một cái bạn học viên của mình ở trên Tây Ninh, Dung, dạo này lên làm bốt mì phẩm rồi. Thì con bé đó học kỹ thuật cực kỳ kém luôn. Nói chung là học sáng thì tối quên, học chiều mai quên, nói chung là không làm được, không làm theo trình quảng cáo, hay là không test hay không target không gì được hết á. Nhưng mà được cái nó rất là đẹp. Nên là mình bảo thôi, bây giờ em đẹp vậy thì khỏi, em về em quay video đi, đợt nó bán cái kem trộn. Em về em quay video trước đi, quay toàn thân, quay bôi cho anh, rồi sau đó quay lên nó trắng. Xong em cứ chạy từ 18 25 quanh Hồ Chí Minh thôi với các cái tỉnh miền Tây cho anh thôi. Xong cứ ấn vậy là chạy. Xong, chả cần quan tâm kỹ thuật gì thì nó cũng bán được. Nó bán đâu được khoảng 3 tháng á. Thì nó hỏi anh ơi giờ em lại thấy kém kém rồi, không có khách nữa. Không khách nữa, làm video đẹp hơn nữa cho anh, thay đổi làm đẹp hơn cho anh nữa. Thì nó lại có khách. Như vậy mà bây giờ nó sống sót qua từ gì trắng da, bây giờ nó sang lột da, bây giờ nó sang kem body rồi mà nó không biết dùng phần mềm trả lời gì luôn. Ở trước là nó chỉ chắt tay thôi, chắt 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 mỏi tay luôn, mà nói chung là cái viết của nó cũng tệ luôn, nó viết chả viết gì luôn, nhưng mà nó làm video rất là tốt thôi, không cần học nhiều kỹ thuật. Thì cái phần mà truyền tải giá trị, xác định giá trị, thể hiện giá trị này này thì chạy quảng cáo, thì trong cái phần xác định giá trị á, thì mình sẽ có một cái module xác định giá trị và thể hiện giá trị. Thì nó thuộc hai cái phần gọi là trước khi chạy quảng cáo. Mình ví dụ như thế nào gọi là xác định giá trị. Bây giờ chẳng hạn, bây giờ nếu mọi người bán một cái sản phẩm, một cái MacBook mà bán cho phụ nữ á, thì mọi người sẽ nói điều gì với họ? Cho các bạn nữ, bây giờ bán một con MacBook cho các bạn nữ. Như vậy trước khi chạy quảng cáo phải review FB thật kỹ chứ không phải khác nhau. Okay. Thời trang và về sử dụng. Rồi đẹp và gọn,
gì nữa không? Bây giờ mình tập trung mình bán cho nữ thôi, và nữ đây là độ tuổi trẻ từ 18 đến 20 tuổi đi. À quên, xin lỗi, 18 đến 30 tuổi đi. Còn điểm gì nữa không? Đẹp, gọn, dễ sử dụng, nhẹ, gọn, sang chảnh, chanh chả đúng không? Ít hỏng hóc, gọn gàng. Đẹp, xịn, đẳng cấp. Ok, cảm ơn mọi người. Thì cái vấn đề mọi người sẽ thấy nhá, là một cái sản phẩm á, nó sẽ có rất là nhiều giá trị, đúng không? Ví dụ một cái MacBook á, nó này vừa sang chảnh này, nó xịn này, nó đẳng cấp này, nó gọn gàng này, ít hỏng hóc này. Nhưng mà vậy thì bây giờ mình sẽ đưa giá trị gì cho cái đối tượng khách hàng đó với là điều quan trọng. Mình cứ nói là ở đây là MacBook Air 2019, thông số là cấu hình là RAM rồi là chip như vậy thì làm sao bán được kiểu vậy. Tức là xác định giá trị là, à xác định là cái sản phẩm đó nó có cái giá trị gì và giá trị đó dành cho ai, nó mang lại lợi ích gì, làm sao để chứng minh. Đây mình sẽ mở cho mọi người cái đó. Đây là cái bài tập xác định giá trị. Đây, xác định giá trị. À, tại sao phải xác định giá trị? Bởi vì là đỡ mình quảng cáo nhiều tiền thôi, và mình gãi đúng chỗ ngứa của nó thì nó phải dừng lại xem. Chứ bây giờ chẳng hạn như mình thì mình dùng MacBook á, nó nhẹ và pin trâu. Nó là mình thích như vậy vì mình hay di chuyển. Thì nếu bây giờ mọi người bảo là giờ MacBook gì gì này nọ mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm đến cái vấn đề là nó nhẹ và dễ di chuyển thôi. Nhẹ, dễ di chuyển và cái phần mềm nói chung là trải nghiệm người dùng nó rất là sướng, dùng nó rất là sướng, dùng quen nó rất là khó bỏ. Nhưng mà đó là mình thôi. Còn còn khách hàng nữ như mình hỏi thì nó lại khác. Được không? Đó gọi là phần xác định giá trị. Thì tí nữa mình sẽ có học qua cái phần này đầy đủ luôn. Đó là khách hàng, sản phẩm, đối thủ. Được chưa? Chúng ta gọi là xác định giá trị nhá. Và cái này mọi người có thể làm cái bảng này để làm. Cái bảng này thì mình học được của bên thầy Mẩn bên SEO Bựa. Một cái chương trình SEO nhưng mà thật sự nó áp dụng cho quảng cáo rất là tốt. Bởi vì khi mà mọi người viết đầy đủ như thế này này thì nó rất là dễ để mọi người làm bài viết bán hàng và rất là dễ để quảng cáo luôn. Khi đó thì chẳng hạn một bài viết tập trung một đối tượng xong và viết đúng cái lợi ích của nó mà hỏi thì chứng minh luôn. Đó ví dụ bây giờ là chanh xả đúng không? Đó, chả cần nói gì nhiều, chanh xả khỏi. Đó, nhẹ. Pin trâu, ok. Đó, không, chanh xả đây cho các em gái xinh đẹp, các em gái xinh đẹp đẹp tuổi từ 18 đến 30, ví dụ vậy. 30 hơi già, 28 thôi. Lợi ích là thể hiện bản thân chốn đông người. Đông người đấy. Nhưng mà đừng có viết vậy nha, ý là mình phải hiểu là lợi ích vậy thì cái chanh xả nó là cụ thể nó là gì. Đó. Rồi, mọi người hiểu phần xác định giá trị không? Thì mọi người gọi là xác định giá trị. Phần này rất là quan trọng bởi vì sau này cái làm quảng cáo nó sẽ ảnh hưởng đến thằng này. Thường thường mọi người làm quảng cáo là mọi người tốn tiền là do mọi người tham. Tham là mọi người muốn chạy từ 18 đến 55. Hoặc là mọi người chạy từ 18 đến 40. Sau đặc tính gì mọi người cũng nhét vào. Sau cái gì mọi người cũng và. Sau khách hàng chả nhớ là mọi người đang bán cái gì và điểm nổi bật là cái gì nữa. Rốt cuộc nó không comment. Sao mọi người lại hỏi tại sao mà không có ai comment? Thì bây giờ người ta không lấy thấy lợi ích thì làm sao người ta comment được. Bây giờ mày nói ra lợi ích mà mày không chứng minh thì làm sao nó quan comment được, đúng không? Rồi
Ok, nếu mọi người ok chỗ này mọi người gọi là xác định giá trị nhá. Cái này thì nó cũng sẽ liên quan đến phần trước khi chạy quảng cáo. Nói chung thì một hai buổi đầu tiên chúng ta cũng chỉ nói về trước khi chạy quảng cáo thôi. Nếu mà nói nhanh thì khả năng là trong một buổi cố gắng, không thì lấn, bởi vì để cho cái phần tool nó dài ra. Tùy, nói chung là mình sẽ tùy tình hình mình điều phối cái chương trình. Chưa, mọi người gõ viết tắt thôi, xác định giá trị. Và cái bảng này thật sự nhìn nó thôi nhưng nó rất là thần thánh. Nếu mọi người ghi rõ ra, bởi vì thường thường cái này thì thực sự một là mọi người không ghi rõ ra thì nhân viên cũng không biết được. Thứ hai là nhân viên marketing không biết. Thứ ba là nhân viên sale cũng không biết. Và thường thường mọi người sẽ thấy là tại sao khi nào mọi người cũng chốt đơn tốt hơn bọn nó cả. Bởi vì bọn nó không hiểu, mà bọn nó hiểu không hiểu nữa, cũng mọi người có dạy nhưng mà nó không hiểu rõ ràng. Nó không biết là đối tượng nào nên tư vấn cái gì, đối tượng nào tư vấn cái gì. Thì những cái đứa đó phải sell tốt thì nó biết, còn nếu mà mọi người dạy cái đứa tùng tùng nó không biết thì hơi mệt. Rồi, cái bảng đó mọi người tự quyết nha. À, hôm nào có Zalo thì mình gửi cho mọi người. Rồi, tiếp nữa là bây giờ mọi người sẽ nhìn ở đây. Để mình biết là vậy thì mình sẽ phải tối ưu ở đâu á. Thì ở đây mình ví dụ đi. Cái này thì chatbot hay không chatbot thì cũng không quan trọng đâu, do là đợt trước mình vẽ cái chatbot vào đây để nó tự động thôi. Chứ còn không thì bằng người. Tức là mọi người sẽ thấy như thế này. Mình muốn chốt 3 đơn thành công thì phải có 10 số điện thoại. Sẽ phải có 10 comment inbox. Phải có 1.000 lượt tương tác và 10.000, 100.000 lượt hiển thị. Thì cái này là một cái con số ví dụ thôi nhé. Nó không phải là một con số thực tế áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng mọi người hiểu là nếu như mỗi ngày chúng ta cứ chạy như thế này á thì chúng ta sẽ phí mất 97 khách hàng. Thì cái hình này mình đưa vào để làm gì, để mọi người biết là vậy thì làm sao để mình để tối ưu á. Ví dụ như con chatbot nó là một cái công cụ á, thì trong chúng ta có một cái module buổi năm này nói về công cụ á. Công cụ, các công cụ để hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giới thiệu, bán chéo, nói chung là công cụ. Nhưng mà nó sẽ liên quan đến chương trình bán hàng nữa. Ví dụ như bên em chẳng hạn, sau khi một đơn hàng thành công thì bọn em luôn luôn tặng cái voucher trị giá 50 ngàn và nó chỉ có thời hạn là 30 ngày và bạn có thể tặng người khác. Thì như vậy thì mới kích thích người ta mua lại được chứ. Chứ không tự dưng mà người ta mua lại đâu. Thì mọi người sẽ thấy này. Nếu như mà nếu mọi người chạy quảng cáo á thì cái vấn đề là như thế nào? Thứ nhất á là chúng ta sẽ phải tối ưu làm sao mà từ 1.000 lượt hiển thị, 100.000 lượt hiển thị mà nó nhiều hơn 10.000 lượt tương tác. Thì nó là sẽ liên quan đến trước quảng cáo, nội dung, hình ảnh. Rồi nó cũng sẽ liên quan đến quảng cáo là có đúng đối tượng hay không. Đúng không? Sau rồi 100 comment mà để ra 10 số điện thoại thì nó lại liên quan đến chốt đơn là mọi người có chốt tốt hay không. Rồi xuống 3 đó nữa cũng liên quan đến chốt đơn luôn. Đó. Thì cái này mình đưa ra để mọi người hiểu là à vậy thì nếu mà muốn tối ưu chi phí quảng cáo á thì mình sẽ phải tối ưu cả quá trình. Nên tại sao mình đẻ ra thời gian nó 5 buổi như vậy, bởi vì là mình muốn nói hết, chứ còn ví dụ một chương trình tối ưu trong một buổi mình cũng nói được thôi nhưng mà nó không rõ ràng. Rồi. Thì làm sao để chúng ta tối ưu được? Thứ nhất là muốn tối ưu được á là chúng ta phải đo lường được. Đo được là hiện tại là gì? Hiện tại nói chung là ví dụ chẳng hạn CPM hiện tại là bao nhiêu? Tỷ lệ chốt đơn là bao nhiêu? Chi phí một comment là bao nhiêu? Đó. Chi phí một khách hàng tiềm năng là bao nhiêu? Tiềm năng tức là vào nhưng không mua. Chi phí ATS trên một đơn hàng là bao nhiêu? Đó, tỷ lệ quay lại là bao nhiêu?
nó rất là nhiều thông số, nhưng mà ít nhất mọi người phải đo lường để biết nhé. Thì cái này thì chúng ta sẽ làm cái phần sau quảng cáo đi, nhưng mà phải đo lường. Vậy làm sao để chúng ta tối ưu được? Thứ nhất là tối ưu là làm sao về hiển thị này, tức là làm sao được cái bài viết đó được nhiều người thấy. Đấy, mình nói về với Facebook thôi. Thứ hai là tối ưu tỷ lệ tương tác, làm sao mà thấy mà nhiều tương tác hơn, nhiều comment, nhiều inbox hơn. Tỷ lệ comment, tỷ lệ đơn hàng. Ôi, quảng cáo nó còn liên quan đến tỷ lệ hàng hoàn nữa, đúng không? Thì cái này thì buổi sau mình sẽ nói về cái chuyện mà xử lý cái đống hàng hoàn này bằng. Bây giờ còn chưa nhận được ID nữa trời. Nhưng mà chưa nhận được ID thì mình có đưa ID luôn rồi. À, bây giờ bot bot tự động rồi đúng không? Nếu mà chưa nhận được ID thì ấn thì nó lên ID. Đó là một cách tối ưu quảng cáo mình sẽ trình bày với mọi người luôn. Ví dụ mọi người, mình cho mọi người xem một cái fanpage của vợ đang làm, đúng không? Thì đây, đây là cái fanpage của vợ mà nó đang nghỉ sinh nên là cái này đang dừng vì nhà em chỉ làm dropship thôi. Đây, thì cái này là công cụ nó hỗ trợ. Hỗ trợ làm gì? Hỗ trợ cái chuyện mà giảm tỷ lệ hoàn. Ví dụ chẳng hạn, khi mà đơn hàng sắp được giao, tức là ví dụ chẳng hạn em gửi ra Hà Nội á, mà đến khu vực Hà Nội á, thì nó sẽ tự track ở bên vận chuyển xem thử, rồi nó sẽ báo cho khách hàng là đơn hàng của bạn đã được chuyển đến bưu cục của mình và đang chuẩn bị giao hàng tới, vui lòng chú ý số điện thoại. Và thậm chí nhá, là mình có thể thêm số điện thoại của người ship được, đúng không? Đó, để nó gọi được luôn, bởi vì trong hệ thống bây giờ nó tự động mà. Đó, sau đó á, nếu mà hàng thành công á thì mình sẽ tặng voucher 50.000 đó cho lần mua hàng kết tiêu, và quan trọng voucher phải được tặng được. Đó, nếu mà delay giao hàng thì nó sẽ báo này, mình chưa nhận được hàng, bên giao hàng chỉ phát tối đa 3 lần, chị sắp xếp thời gian nhận hàng của mình nha. Thì lập tức khách hàng nếu mà ai muốn nhận thì họ sẽ trả lời lại là ừ chị thế này thế kia, thì mình sẽ liên hệ lại ship để hỗ trợ giao. Thì nó sẽ góp phần đúng rồi, nó tự tích hợp luôn. Hay không? Mà chắc chắn là sẽ giảm đơn hoàn, mình nói chắc chắn luôn. Bởi vì cái khách hàng á, nó nhiều khi á, thật sự như mình á, bản thân mình thôi, mình không nhớ là mình mua gì. Nhiên ông ship ông gọi anh Gương anh nhận hàng, mình ngớ ra một hồi, mình đặt cái gì nhỉ? Bởi vì mình đặt nhiều thứ, đúng không? Đúng rồi, nhiều người xài Vantage mà không biết cái này, và thậm chí mọi người chỉ dùng Vantage để chat thôi, và mọi người không, thậm chí nó còn liên quan đến một con bot nữa cơ. Đó, ví dụ kích hoạt thẻ nào thì nó chạy chăm sóc ra sao luôn cơ. Thì cái này thì ở mọi người có muốn ở phần module cuối thì mình nói rõ hơn thằng này không? Và nó tiết kiệm nhiều thời gian lắm, cực kỳ nhiều thời gian luôn, đơn hàng nó sẽ đẩy qua đây hết. Rồi. Có anh nó tích hợp mà rất là nhiều nhà vận chuyển. Thì riêng nên là mình sẽ nói là trong cái chương trình này á thì nó sẽ có cả tư duy lẫn cả cái công cụ để hỗ trợ. Nói chung là không có dạy gì mà không dùng công cụ cả, công cụ sướng cực kỳ luôn. Nó giảm được cái tỷ lệ hoàn cực kỳ sướng, quản lý đơn hàng cũng
khỏe luôn, chat với khách hàng cũng khỏe luôn. Đúng rồi, thì cái này thì nó sẽ nó liên quan đến một số cái câu chuyện về 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 mở cổng cọt này nọ, thì tùy tùy cái mô hình vận hành nữa. Tức là nếu mà mô hình nhỏ thì khác, mô hình lớn thì khác. Nhưng mà sắp tới thì bọn em sẽ có một cái hệ thống để mà cấu hình từ trực tiếp thằng chat luôn, và mọi người lên đơn cũng có thể đẩy về hệ thống của mọi người được, yên tâm cái chuyện đó. Còn văn cách thì nó chỉ chơi với văn cách thôi, nhưng mà mình có thể chơi rộng hơn. Cái này thì làm được, và chắc chắn là mọi người sẽ làm được, và mọi người tốt tốn đỡ cực kỳ cái đơn hoàn luôn. Nên là mọi người sẽ không mất thời gian để phí thời gian 5 buổi đâu. Tối ưu giá trị đơn hàng, tối ưu khách hàng quay lại. Được chưa? Rồi. Thì đó là cái phần hiện trạng và cái cách. Thực sự thì cái công cụ này nó tầm có 200 ngàn một tháng à. Nên là một ngày mà 5 đơn thì chắc là đủ tiền dùng rồi. Không, nhưng mà cái này thì như bên anh thì thậm chí thật sự không dùng không được, bởi vì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề tốc độ của nhân viên nữa. Em mở ra đi. Ủa? Ví dụ chẳng hạn với một cái phân cách thế này thì Sao không nghe được? rồi từ từ. Ủa? À, với một 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 cái hệ thống mà trả lời cái này thì em sẽ nói sau, nhưng mà mọi người để ý nhé. Có mọi người để ý có phải là trong cái quá trình mà chat ở trên fanpage á, thì có 80% là câu hỏi lặp đi lặp lại không? Chào khách hàng này, hỏi khách hàng muốn mua gì này, gửi phản hồi cho khách hàng này, xin xin địa chỉ này, rồi nói chính sách này, đúng không? Mọi người có công nhận là có 80% câu hỏi ở trên fanpage nó liên tục được lặp đi lặp lại không? Và có phải mọi người đang phải gõ cái đó không? Có phải khổ không? Ê, ví dụ chẳng hạn mình gửi một cái phản hồi, mình chỉ ấn một nút thôi là đấy thằng nói, xong nó gửi kèm 5 cái ảnh nữa. Có phải khỏe không? Hay là lên đơn xong ấn một phát là nó đẩy qua bên kia, nó kết nối vận chuyển luôn. Khỏi phải dùng tay. Nói chung thì chi phí 200 ngàn một tháng thì tầm một ngày 5 đơn là dùng được rồi. Là tiện. Rồi. Cái phần mềm thì chúng ta sẽ có một cái phần phía sau nhé, mình sẽ nói hết tất cả những cái phần mềm mà mình đang sử dụng, hoặc là mình tham khảo, hoặc là mình từng sử dụng. Nói chung bởi vì là mỗi cái phần mềm thì nó sẽ phù hợp với một cái đối tượng riêng. Ví dụ chẳng hạn các bạn còn cần kho vận thì lại phải dùng nhanh, dùng Kiosk Việt, Sapo có cả website chẳng hạn, hoặc làm đa kênh như là Haravan có nguyên một hệ thống, còn nếu mà bán Facebook không thì lại bán kết lại hợp lý hơn. Đó, tùy tùy mỗi mỗi cái là một cái phù hợp riêng, nhưng mà mình sẽ nói là trong cái kinh nghiệm sử dụng của mình thôi thì mọi người sẽ hiểu được. Rồi, ok. Nếu mọi người có quan tâm cái phần công cụ không thì chúng ta gõ công cụ nhá, có công cụ nó mới nhanh được, nhưng mà đừng có lạm dụng công cụ. Nhưng mà có công cụ thật sự khi phải dùng công cụ thì nó phải ít nhất gấp 3 lần cái hiệu suất công việc. Kể cả là ví dụ cái lớp này mọi người cũng vậy, thì sau khi thanh toán xong là xác nhận tự động hoàn toàn đó, từ SMS, từ email, từ gửi lịch Zoom, từ nhắn, nó hoàn toàn tự động hết. Thì nếu mà mình làm như vậy mà mình thêm một đứa nhân viên thì nó làm mất bao nhiêu công ạ? Ví dụ chẳng hạn nó nhận được khoản thanh toán đúng không, nó phải nhắn tin xác nhận của mọi người đúng không, sau rồi nó đi gửi email, rồi nó đi nhắc, rồi nó đi tùm lum, bây giờ
Nó là một con bot luôn, xong. Còn cái đoạn nào mọi người trao đổi thì vẫn có người hỗ trợ đó, chứ mình không có dùng bot hoàn toàn. Rồi, thì cái phần tiếp theo nữa là mình muốn mọi người hiểu hơn trước khi mà mọi người làm Facebook á, thì mọi người phải hiểu cái thằng Facebook này. Rồi. Mọi người lên Facebook để làm gì? Mọi người lên Facebook để làm cái gì? Thông thường á, em hỏi mọi người lên Facebook á. Đó là, ở đây mình không 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 đính vị trí là mình lên nghiên cứu mấy thằng đối thủ hay là mình lên để mình bán của mình, thì đúng là chúng ta sẽ lên Facebook để giải trí. Đúng rồi. Tức là khách hàng ở trên Facebook á, mọi người phải nhớ như này này. Khách hàng trên Facebook họ không có nhu cầu mua sản phẩm dịch vụ. Tức là chúng ta đừng có nghĩ, nên là chúng ta để ý quay về cái chuyện chốt đơn á. Nếu như mà chúng ta chốt đơn, thường thường khách hàng Facebook á, mà chúng ta hỏi, khách hàng Facebook thường thường hỏi câu gì nhiều nhất? Theo mọi người, khách hàng Facebook hỏi câu gì nhiều nhất? Mọi người bán hàng thấy khách hàng Facebook hỏi câu gì nhiều nhất? Cho xin giá. Đúng rồi, ok. Nhưng mà vậy mình hỏi mọi người tại sao chúng ta báo giá xong rồi nó chạy mất? Thế này cứ một vòng luẩn quẩn, chạy ra khách thì báo giá chạy mất, chạy ra khách thì báo giá chạy mất. Hỏi bâng quơ cho biết, không hợp hỏi dạo. Rồi, nói chung là nhiều lý do. Đúng rồi, nó cũng có thể lên Tiki, Shopee. Thì cái này nó có nhiều lý do. Nhưng mà nó có một cái lý do á, mọi người phải hiểu thế này này. Khách hàng họ không chưa, tức là họ mới thích thôi, họ chưa cần mà họ chưa muốn cái sản phẩm đó. Tức là họ thích thôi. Khi mà thích á thì kiểu như là mọi người mới thích nhau thôi, mà lỡ thì giận thì chia tay, kiểu kiểu vậy. Thích là sao? Tức là khách hàng họ chưa thực sự hiểu về sản phẩm đó, mà họ cũng chưa thực sự cần luôn. Nên là nếu mọi người báo giá, mà thường thường mọi người cứ báo, mọi người để ý cái này là bọn em thử rất là nhiều lần luôn đó, là mọi người cứ báo giá, mà mọi người báo giá xong mọi người báo chỉ cái báo thì báo mình cái giá không á, là tạch. Bởi vì sao? Khách hàng họ không hiểu dịch sản phẩm dịch vụ là gì cả, thậm chí khi nó comment xong nó còn không nhớ nữa. Nên thường thường á, bọn em có một cái rút kinh nghiệm á, là mình phải câu giờ. Nhưng mà có nhiều khách hàng sẽ không câu giờ được, tức là có sản phẩm thì mình sẽ hỏi kiểu như là lòng vòng, nhưng mà thật sự có khách hàng mình không không hỏi lòng vòng được. Nhưng mà nên là khi mà không hỏi lòng vòng được á, thì bọn em báo giá là bọn em luôn luôn kèm thông tin sản phẩm dịch vụ ngắn gọn nhất cho khách hàng. Ví dụ bọn em bán một cái áo dạ tầm khoảng 6-700 nhỉ, thì đấy, khi mà khách hàng hỏi giá thì bọn em, nếu mà bọn em báo giá thì bọn em đo là tỷ lệ tạch là cực kỳ là cao. Bây giờ mọi người chỉ cần thử lại thôi, mọi người làm giống như bọn em á, thì tức là ví dụ chẳng hạn em sẽ nói đây là áo dạ dáng dài gì 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 đấy, tức là có một đoạn thông tin để mà khách hàng họ biết về sản phẩm rõ hơn, để họ không bị sốc giá, thì cái tỷ lệ chốt đơn nó sẽ thay đổi hẳn. Không tin mọi người cứ làm thử, vì cái này là em làm rồi, nó không phải là một cái lý thuyết hay là không phải một nghe từ ai đó, chắc chắn luôn, bởi vì bọn em đã thử. Mọi người biết là cái chốt đơn á, ở đây thì ai làm thời trang á, mọi người hiểu có cái đoạn mà không biết mọi người có làm không, nhưng mà như bên em chẳng hạn, là bọn em sẽ thu 30 ngàn nếu như mà chị thấy không thích sản phẩm đó. Thì không biết mọi người có làm không, nhưng mà bọn em sẽ làm như vậy. Thứ nhất á, là để chắc chắn là khách hàng này nó không phải dạng trời ơi,
Vì nếu mà 30.000 á thì nó sẽ lọc được một phần khách hàng. Nếu mà nó sồn 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 lên, tức là cái nguy cơ mà nó không nhận là cao. Nhưng mà em nói riêng cái câu đó thôi thì nhà em đã phải thử rất là nhiều cách viết, bởi vì nếu mà mình viết không nên thân á thì khách hàng nó sẽ hiểu nhầm là à bọn này nó cứ giao cho mình mà không không được nó cũng lấy 30.000, tức là họ hiểu họ đang mất tiền á. Thì mình phải giải thích với khách hàng làm sao câu cú phải làm sao. Thì nó là một gọi là một quá trình thử và sai luôn, và nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu. Và cái câu mà 30.000 đó thì nói đoạn nào nó cũng là một vấn đề luôn. Nếu chẳng hạn bây giờ mà nó hỏi mua mà mình nói đoạn đó xong là kiểu gì cũng tạch, thì cái đoạn đó là phải đưa ra sau cùng, sau khi chốt số điện thoại, sau khi chốt địa chỉ, sau khi xuôi hết rồi đầu mới nói câu đó. Thì còn không là nếu mà nói ở đầu là tạch. Tức là mọi người phải hiểu ở đây, quay về tại sao em nói ví dụ đó để mọi người hiểu là sao. Khách hàng Facebook lên Facebook để chơi, họ mua hàng bằng cảm xúc. Chúng ta gọi là khách hàng mua hàng bằng cảm xúc. Nên họ chưa cần đâu, họ chưa muốn luôn, hứng thì mua thôi, buồn buồn đi vấp cục đá cái quên. Nên là chúng ta phải content nó cũng phải viết theo cảm xúc. Nhưng mà có những sản phẩm á thì giá trị lớn liên quan sức khỏe thì nó cần một yếu tố nữa là niềm tin. Tức là khách hàng Facebook nó chỉ mua bằng hai yếu tố thôi, theo quan điểm của em là vậy, niềm tin và cảm xúc. Có đủ tin hay không, tin nó lại fanpage hay không, cách mày nói chuyện thế nào đó, có đủ cảm xúc hay không, tức hình ảnh nó có đẹp lồng lộn hay không, viết có làm cho nó vui hay không, hay là có xoáy vào nỗi đau của họ không. Được chưa? Mọi người có công nhận là khách hàng mua thuốc mua hàng cảm xúc không? Nếu công nhận thì chúng ta gọi là mua hàng bằng cảm xúc, viết tắt thì cũng được. Bởi vì cái này nó là cái điều cơ bản nhất để mọi người làm Facebook nó tốt. Bởi vì nếu mà không hiểu á thì cái cách content của mọi người làm á, cái nội dung á là mọi người làm kiểu như là nó thích mọi người lắm rồi, nó yêu mọi người lắm rồi á. Nên là mọi người thường thường làm từ Facebook cá nhân mà chuyển sang fanpage là mọi người hay bị chết là vì vậy. Tức là ở trên Facebook cá nhân á là khách quen, trên Facebook cá nhân là 70% là niềm tin. Nên là nếu mà làm với mô hình fanpage thì khác, khác hoàn toàn. Trên fanpage không biết mọi người, không ai biết mọi người là ai hết á. Nói thẳng ra là như vậy. Có thể mọi người nổi ở cái khu vực đó thôi, nhưng mà nếu mà chạy toàn quốc thì ai biết mọi người là ai? Đúng không? Mà cứ đòi bắt họ mua hàng. Đó. Rồi. Thì tiếp theo, thằng Facebook á, mọi người để ý á, mọi người thấy nó có khác gì cái thằng này không? Mọi người thấy Facebook có khác thằng này không? Đó là về bản chất á, Facebook là một trại spam cao cấp. Nó có khác gì tờ rơi đâu, tờ rơi cũng vậy, mình đi ngoài đường tự nhiên có một cái thằng nó đưa một cái tờ rơi cho mình, đúng không? Mà mình đâu có biết là nó đưa cái gì đâu, mà mình cũng không có ý định là mình cầm, đúng không? Thì nhưng mà mình thấy à, đầu tiên là thiết kế đẹp thì mình cầm rồi. Bởi vì ở đây mọi người muốn làm Facebook tốt thì là phải hiểu bản chất. Đúng rồi, phát kiểu đốt tiền á. Nên là chúng ta lại phải khoanh vùng đối tượng để phát á, và thay đổi tờ rơi là như vậy á. Nếu mà không thì chúng ta kiểu đốt tiền luôn. Cái tờ rơi trước thì đất này là mọi người hiểu là giống như Facebook á, những cái gì mà khách hàng lướt qua á là đã tạch rồi. Nên là ở cái phần nội dung á, phần hình ảnh á, sau này mình sẽ nhắc lại cho mọi người một cái câu chuyện là làm hình ảnh quảng cáo Facebook á, thì cái yếu tố hàng đầu á là dừng ngón tay, chứ không phải là hình ảnh đẹp hay là hình ảnh đủ thông tin hay là logo thương hiệu gì hết á.
Mọi người có công nhận với mình điều đó không? Nếu mà công nhận thì chúng ta hãy gọi là dừng ngón tay. Đó là điều quan trọng nhất. Thằng nào mà làm Facebook mà không hiểu cái điều đó thì lại là thằng đốt tiền. Bây giờ ông làm tối ưu trang đi, cho chán đi. Nó không dừng ngón tay, nó đâu vào trang của ông. Ông viết bài cho dài đi. À không, đẹp là dừng ngón tay, đẹp và dừng ngón tay khác nha. Khác nha chị. Cái này ví dụ chẳng hạn, em ví dụ nhé, chưa chắc là đẹp là dừng ngón tay đâu. Ví dụ như chẳng hạn chị đi ra đường ấy, tự nhiên thấy một con nào nó trang điểm khác người á thì chị cũng dừng, không phải là con đó đẹp. Thậm chí là ví dụ chẳng hạn bây giờ chị đi một tập đoàn mà đẹp nhan nhản nữa thì đẹp chị cũng không có dừng, đúng không? Chị có công nhận với em điều này không? Đẹp không phải là dừng ngón tay. Thì đúng rồi, tức là ở đây là cái vấn đề nó có thu hút hay không dừng ngón tay á, tức là đâu không. Cái này mọi người hiểu nó như thế này, tức là ở đây người ta chưa kịp nhận nhận thức được là đẹp hay xấu nữa cơ, tức là nó là làm hành động trong vô thức á. Khi chúng ta dừng lại một cái quảng cáo á, thậm chí là mọi người chưa có bao giờ, mọi người đi ngang đường ra người đường mà tự nhiên mình đi ngang cái gì đó mình phải ngoái đầu lại không, thì Facebook cũng như vậy á. Tức là mình chưa hình dung rõ ràng nó là cái gì, mình chưa biết nó quảng cáo cái gì luôn á, thì nó sẽ có yếu tố dừng ngón tay đó. Nên là chúng ta sẽ phải để ý những cái làm thế nào thì chúng ta sẽ nói nó sẽ có những cái vấn đề mà dừng ngón tay. Về màu, về đấy thì chúng ta sẽ có một phần 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 nữa, đó là phần content. Nói chung là chúng ta sẽ đi dần 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 dần. Hôm nay thì chúng ta chỉ đi tổng quan để mọi người hiểu cái vòng ngoài thôi, còn cái đó thì nó lại phải đi. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn thì khi mọi người hiểu vấn đề thì nói chung cái khóa này thì bọn em cũng không thể dạy mọi người là bây giờ phải thiết kế hình ảnh kích thước thế nào, đặt ở đâu cho gây sự chú ý được, thì chúng ta không có đủ thời gian được. Đó, nó thật là như vậy. Nhưng mà khi mà mọi người hiểu á, thì mọi người sẽ nói với thằng thằng thiết kế á, cái yếu tố đầu tiên chị muốn là khách hàng phải dừng quảng cáo, thì em sẽ kiểm tra cái tỷ lệ kết quả, tỷ lệ dừng cho chị, tỷ lệ xem ảnh cho chị. Chứ còn cái khóa này thì thật sự nó em cũng không nói thẳng ra, em không đi sâu được, bởi vì nếu mà trong 5 buổi riêng một cái phần Facebook không thì mình học không hết tầm khoảng 6 buổi rồi. Chưa nói gì về đấy. Đây chúng ta sẽ em muốn là mọi người có một cái nhìn nó tổng quan, nó rộng để mọi người có thể đi tiếp được. Chứ còn thật sự có những cái trong này em nói mọi người cũng không có thể áp dụng ngay được, mà nó phải có người. Nên là cái cách mà em luôn nói mọi người làm á, cảm ơn anh Đức, hay lắm bạn Cường. Tức là sao mình phải quan điểm như thế này này, nó là ai và làm như thế nào. Thường thường ý là mọi người sẽ quan điểm á, là làm như thế nào, làm thế nào để chị thiết kế một cái hình ảnh hấp dẫn, làm thế nào để chị làm một cái hình ảnh thu hút, làm thế nào để chị làm một cái video thu hút. Thì như vậy là chị phải đi học về Photoshop này, sau đó chị phải học về tâm lý khách hàng này, sau đó chị phải học về mỹ thuật để chị biết bố cục này, màu sắc này, những cái màu nào là màu nóng, màu lạnh, màu nào là gây ảnh hưởng tâm lý khách hàng này, rồi cái vị trí khung hình ở đâu. Thì như vậy thì nó em chưa biết là bao giờ mình mới xong được, kể cả bản thân em cũng như vậy thôi. Thì em sẽ đi thuê, tức là ai sẽ là người làm cho mình việc đó. Đó. Ví dụ chẳng hạn thì chiều nay thì em có làm một cái hệ thống để mà học online này, thì thực sự nếu mà đưa cho kỹ thuật làm hay là thì cũng được thôi, nhưng mà chả biết bao giờ mới xong. Thôi em thuê ông ấy chuyên làm cái đó trước đi, xong nhanh. Là ai làm người đó mình biết, người đó có thể làm được cái đó cho mình, chứ còn mình không thể làm hết được. Rồi, mọi người gọi cho em là Facebook là spam cao cấp nhá. Mình phải hiểu là nó là spam, tức là người dùng họ không có ý định mua sản phẩm. Tất nhiên là sẽ có trường hợp khách hàng ý định mua sản phẩm, ví dụ họ gõ tìm kiếm,
hoặc là Facebook nó nghe trộm được cái chat của chúng ta, thì nhưng mà hầu hết nó là bản chất Facebook này spam cao cấp, không khác gì spam cao cấp, tức là người dùng cũng rất là khó chịu. Nên là mình mới nói cái vấn đề mà chu kỳ quảng cáo cho mọi người là như vậy á, có chu kỳ thấp có chu kỳ cao, hay là phát nhiều quá nó ngán, ngày nào nó không phát nó đâu chịu được. Đúng không? Rồi thì Facebook là spam cao cấp ấy, thì là muốn mà tiết kiệm tiền cho Facebook á thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? À, cái thứ nhất á là chúng ta phải phát đúng đối tượng, không phát linh tinh. Cái này thì tức là không chạy cái khách hàng nó quá rộng á, đúng không? Thứ hai đó, bây giờ mọi người để ý đi, bây giờ những mà cái tờ rơi này này càng ngày nó càng thiết kế càng đẹp, đúng không? Bây giờ mà tờ rơi mà in trắng trắng đen đen như ngày xưa người ta đâu có muốn nhận, bây giờ thì rơi thằng nào cũng in đẹp hết á đó, nên là phải đẹp, đúng không? Đó. Rồi vậy thì tiếp theo Facebook nó có một cái gì nữa, cái này thì mọi người phải phân biệt được này, đó là cái sản phẩm của mọi người á thì nó là sản phẩm mua bằng lý trí hay mua bằng cảm xúc, để mình làm ở trên Facebook cho nó phù hợp. Bởi vì cái này á thì nó sẽ có sự giao nhau nha, có những cái sản phẩm là lý trí nhưng mà mua có thể hoàn toàn bằng cảm xúc. Cảm xúc là sao? Tức là mình hay gọi cảm xúc là mua bằng bán hàng kiểu săn bắn á, là mình viết một bài thật là hấp dẫn để nó comment, nó mua hàng luôn, thì gọi là mua hàng bằng cảm xúc. Đốn gục bằng hình ảnh, thường thường mà sản phẩm bằng cảm xúc á thì cái phần nhìn là cái quan trọng nhất, sau đó mới đến phần đọc. Nhưng ngược lại á, sản phẩm mà mua bằng lý trí á thì sẽ ưu tiên phần đọc hơn. Bây giờ mọi người thấy có cái chạy quảng cáo Facebook chuyển đổi á, thực chất thì mọi người nó thật sự mình thấy mọi người rất là quan tâm về cách học chạy quảng cáo chuyển đổi, nhưng mà mọi người hiểu bản chất là như thế này. Bây giờ á, chẳng hạn mình không thể trong một cái bài viết quảng cáo á mà truyền tải đủ thông tin cho khách hàng được, bởi vì họ chưa sẵn sàng, đúng không? Ở trên Facebook á, người ta thống kê rằng á là 70% khách hàng chia sẻ bài viết chỉ đọc câu tiêu đề, bởi vì đó thói quen người dùng Facebook, họ lên để đi chơi mà. Mọi người có như vậy không? Mọi người có công nhận điều đó không? Mọi người có chia sẻ bài viết khi mà chỉ cần đọc câu tiêu đề không? Thì cái chạy chuyển đổi á, mọi người hiểu như thế này này, bản chất nó là chạy về một cái trang web, đúng không? Trang web đó thì mọi người làm đơn giản lại, mọi người nó hiểu là một cái landing page đi, tức là một cái website đơn giản tập trung cho một mục tiêu nhất định. Thường thường landing page nó sẽ bán một sản phẩm là nhiều, một dịch vụ là nhiều, có thể là bán hàng để lại thông tin, hoặc là có để lại thông tin để lấy thông tin để tư vấn thôi. Thì tại sao là chạy chuyển đổi nó lại tốt? Thứ nhất là Facebook nó tự học được qua cái pixel, nó đo lường chuyển đổi được. Thứ hai là bản chất là khách hàng được cung cấp nhiều thông tin hơn, khách hàng được chuyển qua các cái trạng thái khách hàng tốt hơn. Ví dụ mọi người thấy không, là đầu tiên nó sẽ nêu vấn đề, đúng không? Bạn đang đau khổ vì mất chồng, đúng không? Chồng bạn đang có dấu hiệu ngoại tình, đúng không? Đó thì bạn đang thế này thế nọ thế kia, sau đó là giải quyết vấn đề cho khách hàng chẳng hạn, sau đó là củng cố niềm tin là à, có thằng nọ thằng kia là đã sử dụng dịch vụ của tao rồi, rất là tốt. Sau đó làm gì nữa? Cho thêm một giá trị rất là lớn nữa. Đấy, ngoài bây giờ mày mua cái khóa giữ chồng của tao đi thì tao sẽ tặng mày khóa nuôi con, tặng mày cái khóa làm giàu, đúng không? Sau đó là gì nữa? Kêu gọi hành động. Tao chỉ áp dụng cho thế này, thế nọ, thế chai thôi. Thì tất nhiên là nó săn bán tốt hơn rồi, qua một cái landing page là người ta để lại thông tin luôn. Mọi người có công nhận chuyện này không? Hả? Đó. Còn sản phẩm lý trí mình ví dụ chẳng hạn đi. À, một cái sản phẩm về đào tạo như mình, nó là một cái sản phẩm lý trí. Nó không phải là săn bắn. Rất là khó để mà săn bắn ở làm sản phẩm đào tạo. Tất nhiên là vẫn săn bắn được,
Nhưng mà khách hàng họ sẽ phải tìm hiểu, họ sẽ phải biết bạn là ai, đâu phải tự dưng có ai mà hôm nay mà biết mình lần đầu tiên qua bài viết mà vào đây không nào, có bao được bao nhiêu người như vậy. Ở đây mọi người thử comment mọi người biết mình bao nhiêu lâu rồi, gọi là biết, gọi là nghe loáng thoáng đi, hoặc là từng đọc một cái bài viết nào. À đó, thì qua giới thiệu tức là phải có người bảo đảm đấy, tức là có người chứng thực đó. Ở đây mọi người biết em bao nhiêu lâu rồi? Có ai mà đọc một bài viết rồi vào đây không? Được bao nhiêu? Người giới thiệu à? 4 năm, 2, 3 năm, Unica lâu lắm rồi. 3 tháng. Rồi, 2, 3 năm. Ok. Thì đó là những cái sản phẩm bằng lý trí. Và nếu mà sản phẩm lý trí á, thì cái mô hình triển khai quảng cáo Facebook thì nó lại khác. 5 năm rồi. Ồ. Thì cái mô hình quảng cáo Facebook hoàn toàn khác. Khi đó nó không phải là săn bắn nữa, mà nuôi dưỡng. Ví dụ chẳng hạn mình phải chạy những cái bài để khách hàng biết tới mình. À, mình phải chạy những cái bài để khách hàng biết vấn đề của mình phải chạy những cái bài để khách hàng tin tưởng mình, rồi là đưa ra những cái chương trình ưu đãi, nói chung là nó lòng vòng như vậy á. Hay là ví dụ như những cái sản phẩm mà ví dụ sản phẩm như thế nào mà sản phẩm nuôi dưỡng nhỉ, bản thân cái sản phẩm giảm cân nó là sản phẩm nuôi dưỡng nhưng mà vẫn săn bắn được nếu mà viết tốt. Nên là cái cách làm của mình khuyên mọi người á, phải cứ săn bắn, mà không săn bắn được thì nuôi dưỡng thôi, đúng không? Mọi người có công nhận điều đó không? Vậy thì theo mọi người, sản phẩm của mọi người là săn bắn hay nuôi dưỡng? Mọi người gõ theo sản phẩm của mọi người nhé, gõ tên sản phẩm và hoặc săn bắn hoặc nuôi dưỡng, mình coi thử nó có đúng không. Bởi vì cái cách làm nội dung săn bắn nó khác nha. Cách làm nội dung săn bắn là trong một bài viết ở đó phải có tiêu đề hấp dẫn, sau đó là thổi cái lớn đó thật là lớn lao lên đó, sau đó là giải quyết vấn đề, đưa ra sản phẩm, đúng không? Nói chung là nó là nuôi dưỡng. Thì như vậy nuôi dưỡng thì chúng ta không thể có cái tư duy theo kiểu ăn thịt được, rất là khó. Ví dụ cứ muốn lên một bài mà chạy luôn, nên là thường thường nuôi dưỡng thì nên là nếu mà nuôi dưỡng á thì chúng ta có thể là kết hợp cả ba cái thằng này. Kết hợp cả fanpage cá nhân, cả nhóm, cả fanpage. Thì đây là cái mô hình mình đang làm. Group. Thì vừa rồi bên đúng rồi, có những sản phẩm là phải nuôi dưỡng như vậy, tức là người ta phải xây dựng niềm tin dần dần á. Và khách hàng thường thường họ sẽ theo dõi mình từ ít nhất là 3 tháng trở lên 6 tháng. Và nó có một cái vấn đề nữa là nếu mà mọi người có những sản phẩm nuôi dưỡng thì nó khốn nạn như thế này này. Khi mà mình nuôi xong á thì thằng khác nó ăn. Tức là mình giáo dục khách hàng xong, ví dụ chẳng hạn một sản phẩm nuôi dưỡng mà mình làm mà mình không được sử dụng, đó là cái cốc Nguyệt San đó. Thì đến khi mà nó tức là một thời gian rất là dài người ta mới sử dụng. Thì khi mà như vậy thì nếu mà nó không nhớ mình nữa, mình không có các biện pháp chăm sóc á, mình không có biện pháp chăm sóc thì nó lại đi mất rồi. Đó. Nên là ví dụ chẳng hạn mình nói cho mọi người với những cái sản phẩm như là sản phẩm nuôi dưỡng chẳng hạn, mà ở trên fanpage đi nó chạy comment chẳng hạn mà nó không mua, cứ lấy nick Facebook cá nhân kết bạn là kiểu gì cũng có đơn, nhưng nick cá nhân là phải ngon nha, chứ đừng có lấy cái mấy nick rác nha. Nick cá nhân là phải xây dựng, à mình là một chuyên gia, không ở đâu mà chuyên gia dễ như ở Việt Nam. Rồi, không ở đâu chuyên gia dễ như Việt Nam đúng không mọi người? Nuôi dưỡng, săn bắn. Mình xác định rõ chuyện này để làm cái mô hình nhé. Bởi vì sau này nó sẽ có mô hình là chạy fanpage đơn hoặc là chạy nuôi dưỡng, thì chúng ta lại phải xây dựng nhóm này. Đây, mình bật cho mọi người xem cái thằng nếu mà. Đây. Đây ví dụ như đây là một cái mô hình chạy nuôi dưỡng.
tức là chúng ta bỏ tiền chạy ad nhưng mà chúng ta sẽ làm nó kéo qua Facebook cá nhân, chúng ta kéo vào nhóm, chúng ta viết bài website để xây dựng niềm tin, tận dụng SEO này nọ nữa, thì chúng ta lại có các nhiều loại fanpage, nào là fanpage chính thương hiệu rồi fanpage vệ tinh theo nội dung rồi fanpage vệ tinh theo từ khóa rồi fanpage con theo ngành hàng chẳng hạn. Thì khi đấy là làm gọi là đi đâu cũng gặp á đó. Rồi nhóm thì lại có nhóm chăm sóc trước bán, nhóm chăm sóc sau bán đó. Facebook cá nhân thì kết hợp cả cái đám này thì nó rất là dễ làm những cái sản phẩm nuôi dưỡng. Còn sản phẩm nuôi dưỡng ví dụ chẳng hạn mà cùng cùng bản thân mọi người thấy như cái sản như cái bản thân em này đúng không, thì mọi người hầu như mọi người nghe cái chương trình này thì mọi người từ Facebook cá nhân, chứ Facebook fanpage em không có hoạt động nhiều, em chỉ để con chatbot trong đó thôi. Thì tất nhiên là mọi người đầu tiên cũng phải đổ tiền cho ad này nhé, thì mới có nguồn khách hàng nhé, để mà chăm sóc, để mà đẩy qua cá nhân nhé. Không đẩy thì bắt đầu phải đi kết bạn tay thì nó cũng mệt lắm, nên là cũng phải đổ tiền. Còn nếu mà không nữa thì mọi người sẽ dùng kênh, tức là sản phẩm thật là tốt thì sẽ được giới thiệu. Nhưng mà mọi người có nhiều người biết em ở đây là qua kênh giới thiệu, thì như lớp bên em là hơn 50% là chắc chắn là kênh giới thiệu, không phải từ kênh ad, từ kênh giới thiệu thì nó là như vậy đó. Rồi thì chúng ta phải xác định là sản phẩm mình là sản phẩm nuôi dưỡng hay là sản phẩm lý trí nha. Đó, đây là web. Nhóm thì làm như thế này. Nếu mà mọi người có ý định làm sản phẩm nuôi dưỡng. Đúng không? Nhóm khách hàng cũ này, nhóm khách hàng tiềm năng này. Thì cái này thì bọn em hầu hết sản phẩm của bọn em sẽ đi theo mô hình này. Em ví dụ cho mọi người xem nhé. Thông báo cương kém gió. Đây. Thì cách đây tầm khoảng 2 năm thì em có từ Facebook em thấy thích chatbot, em đẩy qua em làm chatbot. Đúng không? Thì vì là cái sản phẩm của em là sản phẩm nuôi dưỡng nên là em đi theo cách là đây, xây cộng đồng trước bán hàng sau. Cái này thì ngày xưa em có một cộng đồng rất là lớn rồi, tầm khoảng 60.000 người về Facebook á, học quảng cáo Facebook online á, có thể những người chạy Facebook lâu rồi sẽ biết cái cộng đồng đó. Nhưng bây giờ Facebook nó khóa rồi, buồn quá em không muốn làm lại Facebook nữa, thì em làm cộng đồng chatbot marketing. Bây giờ nó đạt tầm khoảng gần 11.000 rồi. Và em là quản trị viên. Từ năm em lập em biết cái bài này, vậy là từ năm 2017 là gần được 2 năm, tức là làm cộng đồng trước bán hàng sau. Thì với cái mảng chatbot thì đợt này có một đợt em ngưng không làm, nhưng mà với bọn em làm chatbot thì cái niềm tin nó đạt rất là cao, nên là cái chuyện khách hàng với bọn em nói chung là nó không có thiếu. Nói chung là không, mình không phải đi tìm khách hàng mà khách hàng họ sẽ đi tìm mình. Em nói thật chuyện đó luôn, cả chuyện bot hay là chuyện ad hay là chuyện đào tạo, thì bên em sẽ đi theo hình thức nếu mà sản phẩm lý trí mà lý trí mạnh á thì xây cộng đồng trước bán hàng sau là cách khỏe nhất. Tất nhiên là nó lâu mất thời gian nhưng mà nó khỏe, nó cực kỳ là khỏe luôn đó. Cái này thì marketing lung tung thì nó nhiều vấn đề nữa. Rồi mình nói về cái gì mà trước quảng cáo ấy đúng không? Rồi mình quay lại với cái slide đúng không? Của mình là vậy thì cái này cho dừng đây đi, được chưa? Mình qua thằng này đi, hôm nào mình lấy cái kia nó nhiều hơn. Rồi mọi người có muốn nghỉ lao một chút không? Ngồi bên đấy chắc là ngủ gật hết rồi. Không, không cần. Ai còn thức giờ bay?
Dạy online này có một cái là không bao giờ thấy mặt. À, thực chất là nếu mà mọi người lâu lắm rồi mình nếu mà không có dịch là mình không có dạy online đâu, tại bởi vì ngày xưa mình ghét dạy online, có kiểu mình không thấy học viên của mình đang như thế nào. À, mình nói nhanh, ví dụ như lớp offline á thì theo kiểu như là mình nhìn cái sắc mặt là mình biết mình đang dạy nhanh hay là dạy chậm. Mình có thể là kiểu như là xử lý lại cái chương trình, nhưng mà lớp online thì chịu. Có ông thì ôm con, có ông ôm vợ, có ông tô cơm, có ông đi tắm học cũng nên. Thậm chí có ông online mà gọi chả bao giờ được luôn. Rồi, tôi để cho mọi người nghỉ lao khoảng 5 phút đi để mình đi uống nước cái. Khát nước quá. Nha. Vậy có ai có buồn gì thì mọi người đi đi, không có này. Sau này bảo hư bằng quang này, bảo tại mình nữa, mệt. Rồi ok mọi người, chúng ta tầm khoảng 5 phút nữa chúng ta quay lại nhá. Những ai ngồi chờ thì cứ chờ đó đi nhá. Đi kiếm tí nước. Ok. Quyền quan tâm
Rồi, ok, mọi người quay lại chưa? Ai quay lại rồi thì chúng ta gõ một nhá. Ai chưa quay lại rồi. Ok. Có người không à? Ok mọi người. Ok, vậy mình tiếp tục nha. Thì chúng ta cũng để cho mọi người được nghỉ sớm đi. Cái chỗ mà chỗ Facebook á, chỗ kích hoạt nhu cầu á, thì mình nói lại một chút cái chỗ này này, bởi vì đôi khi mọi người không hiểu kích hoạt nhu cầu nó như thế nào á. Mình ví dụ như thế này đi. Ở đây mọi người có biết cái sản phẩm chống trộm xe máy không? Cái định vị á, cái bộ định vị xe máy á. Thì mọi người nghĩ thì ai là người sẽ sử dụng sản phẩm đó? Đầu tiên là mọi người biết bộ chống trộm xe máy đúng không? Theo mọi người thì ai là người sẽ sử dụng sản phẩm đó? Tất cả nhưng nữ ít chắc hơn. Ok. Nhưng sao lại nữ lại ít hơn chị? Đàn ông. Rồi. Trước hết xe phải xịn. Hôm bữa mình cũng định lắp vào con cao cao của mình, nhưng mà mình sợ nó ăn trộm cái bộ đấy, nên mình không có lắp nữa. Không sợ mất xe mà sợ lắp xong nó trộm cái bộ đấy. Rồi. Chúng ta cùng phân tích cái sản phẩm đó nhá. Chúng ta sẽ thấy là cái bộ chống trộm á, thì nếu mà nói đúng ra thì ai đi xe máy cũng cần dùng. Nhưng mà như thế nào? Hầu hết thì chả thằng nào lắp. Những cái thằng mà nó sợ mất á, thì một nó ra cửa hàng nó lắp, hai nó lên Google nó tìm rồi. Vấn đề là ở chỗ đó. Thì làm sao kích hoạt nhu cầu được? Thì bọn em có một cái đối tượng em thấy rất là tiềm năng, đó là phụ nữ. Nhưng mà họ mua không phải là sợ mất trộm, mà họ sợ mất chồng. Mọi người thấy có đối tượng đó không? Mọi người có sợ sợ có lo lắng chuyện đó không? Ở đây cũng biết có bao nhiêu chị em phụ nữ biết. Thì cái vấn đề như thế này. Đúng rồi, định vị xe chồng. Cái vấn đề là nhà đang yên ấm thì tự nhiên đi lắp làm cái gì? Đúng không? Thì như thế nào là kích hoạt nhu cầu? Thì bọn em làm cái bài viết á, là 5 dấu hiệu chồng bạn đang có thể ngoại tình. Đó, thì dấu hiệu thứ nhất là ví dụ như ăn mặc chải chuốt hơn. Dấu hiệu thứ hai là không quan tâm bạn, hững hờ. Dấu hiệu thứ ba là tự dưng quan tâm hơn. Đó. Nói chung là cái dấu hiệu gì cũng dính hết á. Thì đàn nào chả dính, đàn ông con trai thì tự nhiên chăm sóc hơn cũng dính, mà không chăm sóc cũng dính. Thì các chị em sẽ tò mò, mà cái đó là đúng là gọi như là người ta gọi là tử huyệt cảm xúc. Động vào cái đó là kiểu gì các chị cũng hứng thú lắm. Nên là các chị ấy đọc, đọc xong thì vậy rồi dấu hiệu rồi thì là làm sao? Thì cái thứ nhất á là chị bỏ việc đi theo dõi coi có đúng không, hai là chị thuê thám tử, ba thôi chị mua bộ định vị đi đấy, vừa gọi là không mất xe mà lại kiểm soát được chồng, một công đôi việc đúng không? Đấy thì khi đấy họ sẽ cần cái đặc tính gì? Đó là bí mật, lắp vò mà ông chồng không biết đó, bịt lâu, lắp lâu lắm rồi vì phải thay pin. Cho mình không có nói về tính năng gì nữa hết á, thì nó gọi là kích hoạt nhu cầu.
Đúng không? Anh hiểu phần kích hoạt nhu cầu không? Nó gọi là kích hoạt nhu cầu á, tức là người ta không có nhu cầu mà mình kích hoạt. Đó một ví dụ về cái vấn đề kích hoạt nhu cầu. Rồi, thì giờ còn ít thời gian nữa thì mọi người có câu hỏi gì trong cái đoạn em trình bày không? Trong cái đoạn mà em đang trình bày với mọi người nãy giờ á, về kênh này, về cái mô hình triển khai, mô hình triển khai là thằng này, đây, đây là mô hình triển khai mạng nhện, đó, pay phèo, nhóm. Thế bây giờ em lấn qua cái khách hàng với cái phần mà fanpage, tức là thì nó hơi hơi dở dang, bởi vì bây giờ thằng cò nhà em nó cũng muộn quá nó không được, mà lấn qua phần đó thì nó phải đến 11 giờ đêm mới xong. Hay là mình cứ đi phần khách hàng đi nhỉ, cho nó hết phần phần đó luôn đi. Hôm nay thì mình chỉ đi, nói chung là mục đích là định đi tổng quan thôi, cho mọi người để mọi người đặt câu hỏi thôi, nhưng mà mọi người không có đặt câu hỏi gì vì không biết câu hỏi gì để mà đặt, bởi vì thực sự tổng quan này thì nó sẽ không liên quan đến sản phẩm mọi người lắm, nhưng mà cái nào thì cũng phải đi ngang cái phần tổng quan cả. Tổng quan muốn chốt ở đây hay là muốn lấn qua phần khách hàng luôn? Em đang hơi lười cái phần khách hàng, nó dài ngoằng. Khách hàng thì em sẽ gửi, à đầu tiên để mình, khách hàng thì mọi người sẽ có một cái file như thế này này, thực chất thì bọn em cũng đến tầm khoảng 10 giờ thôi, vì ngày mai bọn em nó việc nó nhiều, với lại nhà đang có con nhỏ nên là giờ phải vào bế thay mẹ nó. đây cái này thì em sẽ cùng làm với mọi người vào ngày mai đi, em nghỉ vậy. Đâu nhỉ, để đính kèm đây. Thì cái này thì em sẽ gửi mọi người trước cho mọi người làm. Làm sao chị nhớ nhắc em là nhắc đầu buổi á, còn nhắc cuối buổi xong là không còn cái gì để quay đâu. Nhưng mà cảm ơn chị nhắc nhá, nhưng mà lần sau giờ chị Linh cứ nhắc em đầu buổi, cứ tầm học được tầm khoảng 10 phút á, chị hỏi cười quay video chưa, em hay quên cái đó. Thì ngày mai chúng ta sẽ đi phần khách hàng này, sản phẩm này, đối thủ này, các cái công cụ để phân tích khách hàng thì gồm những thằng gì này, đối tượng này, giờ này, trình độ, giới tính, không gian. Cái này thì em sẽ nói sâu về cái chuyện là chuẩn bị phần khách hàng để mà đỡ mọi người chạy nó lan man đấy. Thì cái nhóm Zalo để em tạo cái nhóm luôn nhé, cho mọi người vào luôn rồi để em gửi cái này dần đi nhé. Em tính là gửi có mail nhưng mà thôi. Ngon. Em sẽ gửi cái xác định giá trị
cái nói chung là những cái form gì bọn em dùng hoặc là link phần mềm thì sau này chúng ta sẽ xem ở đây nhé. Thật sự mấy ngày hôm nay em có cái lớp cuối tuần đó. À, bài online thì có thể gửi lại được luôn nhưng mà mình phải chưa cắt nhé, còn sau này thì để mình cố gắng được thì mình cố gắng giải quyết xong sớm rồi đóng vào luôn cho mọi người. Mọi người tranh thủ vào nhóm đi. Online được rồi, nói chung tí nữa mình sẽ, tức là trong sáng ngày mai mình sẽ gửi lại cái video cho mọi người, cho những có một số người vào sau á thì mọi người xem cái đó. Mình gửi cho mọi người trước cái này đi. Giờ học cái này nó dở dang quá mà thật sự hôm nay chiều nay đưa thằng cò nó đi không tiêm phòng về nó chạy đi bệnh viện hơi đuối. Mọi người thông cảm. Cái gì nhỉ? À, mình định đưa mọi người cái gì nhỉ? À, cái phân tích khách hàng. Khách hàng. Đây, mọi người có thể làm bài tập ấy trước. Xác định giá trị này, mọi người làm bài tập xác định giá trị nhé. Cái phần khách hàng đấy thì từ từ mọi người làm cho mình, cho em cái này này, cái xác định giá trị này này. Bởi vì cái phần bài tập cái khách hàng nó lớn lắm. Mình chưa được vào nhóm. Dạ, chị xin vào đi chị. Ý là cái này em cũng chưa có khóa hay cái gì hết á. Mình vào thôi, những ai ở đây thì biết nhóm thì vào thôi mà. Không sao đâu. Rồi. Thì theo đúng module thì ngày mai mình sẽ học cái này mọi người nhé. Nội dung tối chưa gì vị. Mai mình sẽ đi hết phần này, nó khá là dài á. À, xác định giá trị, truyền tải giá trị này, hành trình khách hàng này, mô hình triển khai này, phân loại khách hàng này, tối ưu fanpage này, fanpage rồi tối ưu content nữa này, thì chúng ta sẽ đi hết cái phần này trong ngày mai. Ngày kia chúng ta sẽ đi hết phần này, ngày kia phần này, tool sẽ đi có một phần. Cái nào mà mình có video mình sẽ gửi mọi người video nhé. Còn cái nào mà đơn vị nào bán thì họ sẽ cung cấp video. Nhóm không, nhóm nhóm này là mới chỉ có nhóm Zalo thôi, mọi người vào cái đường link Zalo ở trên này. Ý là cái nhóm này là nhóm Zalo á, là em mới gửi cho mọi người thôi, bởi vì là em chưa tạo nhóm Facebook đâu, bởi vì Zalo cái đường link nó tốt hơn. Đấy, cái lưu trữ tài liệu nó tốt hơn á. Ngày mai mình sẽ học cái phần là tối ưu trước quảng cáo, bao gồm khách hàng, sản phẩm, đối thủ, tối ưu về fanpage, tối ưu về content. Hết cái phần đó. Nhưng mà khá là ngắm nó rất là dài. Thế là chúng ta sẽ vào học đúng giờ nhá. Và mọi người sẽ làm cái bài tập này với em này. Bài tập xác định giá trị này này. Đây. Tức là sản phẩm của mọi người có đặc tính gì nhé. Như cái này là dành cho một sản phẩm nhé. Một hoặc là một dòng sản phẩm, nếu mà chúng ta kinh doanh theo một dòng sản phẩm á thì là đặc tính gì? Cho ai? Cho ai thì nó sẽ có nhân khẩu học. Nhân khẩu học và tâm lý học. Được chưa? Lợi ích cho cái người đó của cái đặc tính đó và làm sao để mọi người chứng minh. Ví dụ tranh xả là đấy. Đấy, nhìn vào nổi bật chẳng hạn. Đấy, với thiết kế vỏ nhôm nguyên khối gì đó tạo ấn tượng giữa đám đông gì đó. Được chưa?
Mọi người hiểu bài tập không? Bài tập là xác định giá trị. Mình về tập làm cái này cho quen đi. Sau này nó sẽ liên quan đến cái phần content nữa. Thường thường là mọi người đưa quá nhiều giá trị vào một bài viết dẫn đến là lãng phí tiền quảng cáo, bởi vì khách hàng nó không nhấn thôi. Rồi, mọi người gõ OK để xác nhận là đã nhận bài tập. Thì bài tập thì mọi người có thể gửi lên trên nhóm nhá, hoặc là mọi người gửi lại email cho mình cũng được. Tốt nhất là thôi, tốt nhất là riêng tư mọi người cứ gửi lại email cho mình đi nhá. Mọi người có email mình rồi đúng không? Mọi người cứ rep cái email đó là mình sẽ nhận được. Nó sẽ đẩy về cái email của mình. Rồi OK. Cảm ơn mọi người đã dành một buổi để nghe mình nói chuyện về tối ưu hóa chi phí quảng cáo. Hẹn mọi người vào 20 giờ ngày mai nhé. Thì chúng ta sẽ đi sang phần tối ưu trước quảng cáo. Có một số phần chúng ta nói rồi nhưng mà nó sẽ nói nhiều hơn về khách hàng và cái phần fanpage, cái phần content. Fanpage thì nó sẽ có khung nội dung, hình ảnh. Còn cái phần content thì nó sẽ đi chi tiết hơn vào một cái bài viết đó. Rồi, OK. Chào cả nhà nhá. Chúc mọi người ngủ ngon. Video thì mình sẽ quay lại và gửi lên nhóm Zalo cho mọi người. Bye cả nhà, gửi chín cả nhà. Tức là trông con dở dài. Hôm nay nó đi tiêm phòng về nó khóc. Rồi, OK, chào mọi người, em đi bế con đây.